Mắt cảnh sát tập 3. Người nào báo án vậy? Một người công nhân hốt rác. Theo lời khai của họ thì sáng nào họ cũng đến đây để thu dọn rác. Thì thấy chủ nhân của nhà này hôm nay không ra la mắng họ như mọi khi. Họ cảm thấy kỳ lạ nên mới mở cửa sổ nhìn vào. Thì phát hiện trong nhà có vết máu, liền báo cho cảnh sát. Nạn nhân tên là Đỗ Vinh, 35 tuổi, là người địa phương, là một thợ sửa giày. Cha mẹ anh ta đều mất hết rồi. Vợ anh ta tên là Quách Tiểu Phương, làm nhân viên phục vụ cho nhà hàng Học Pháp. Chúng tôi đã trao đổi với quản lý nhà hàng. 2 ngày trước khi vụ án xảy ra, Quách Tiểu Phương đã về quê thăm cha mẹ. Chúng tôi đã liên lạc với cô ấy, kêu cô ấy nhanh chóng có mặt tại đây. Chúng tôi cũng đã trao đổi với hàng xóm của Đỗ Vinh. Trong khoảng thời gian Đỗ Vinh bị sát hại, họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hết. Ngoài ra, chúng tôi cũng không phát hiện được gì khả nghi của hung thủ để lại ở xung quanh đó. Có điều là ở con mương gần nhà anh ta phát hiện thấy những tấm hình này. Bên trên có dính máu của nạn nhân. Cho nên có thể suy đoán là lúc hung thủ ra tay đã không cẩn thận mang những bức ảnh này ra. Nhưng người trong bức hình là ai thì còn phải chờ kết quả. Trên người của nạn nhân không có dấu vết đánh nhau, rõ ràng là do bị đâm một nhát là chết ngay. Xét về góc độ sức mạnh thì đây là do một người đàn ông. Còn xét về góc độ nghề nghiệp có thể là một bác sĩ, là một đồ tể hoặc là một đầu bếp. Kết quả kiểm tra trong nước bọt và máu của nạn nhân cho thấy có thành phần của men rượu. Như vậy từ đó có thể cho thấy nạn nhân sau khi say rượu, trong trạng thái say xỉn đã bị người ta giết hại. Ở nhà anh ta chúng tôi phát hiện hiện trường bị lục tung lên. Dưới gầm giường anh ta có một sợi dây chuyền vàng. Ngoài sợi dây chuyền vàng ra, chúng tôi không phát hiện được thứ gì quý giá khác. Như vậy có thể cho thấy khả năng giết người cướp của là tương đối cao. Nhưng cũng có thể là hung thủ cố ý dùng cách cướp của giết người để che đậy cho một người khác. Những dấu vân tay lấy được ở hiện trường còn đang chờ phân tích. Ngoài ra trên đôi giày của Đỗ Vinh chúng tôi phát hiện có một số vết máu, nhưng khẳng định đó không phải là máu của Đỗ Vinh. Đó có phải là máu của hung thủ hay không, bây giờ vẫn chưa xác định được. Nói xong hết rồi phải không? Hôm nay tổ chuyên án 416 coi như được thành lập. Các vị đang ngồi ở đây đều là thành viên của tổ chuyên án. Thưa sếp Bạch, vậy còn vụ án đánh người của tôi bên kia thì sao? Tình hình bên đó ra sao? Tổng giám đốc công ty Thành Phát vẫn còn nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Còn về hung thủ thì vẫn chưa phát hiện được manh mối gì khác. Vụ án đó cứ để lại, để Đại Châu theo dõi là được rồi. Mọi người hãy nhìn tấm hình này xem. Phần dưới của nạn nhân trần trụi, nhưng bộ phận sinh dục thì lại được che bằng đồ lót. Tại sao vậy? Sếp Bạch, Quách Tiểu Phương đến rồi. Quách Tiểu Phương, tôi đón chuyến xe từ 6 giờ 10 phút sáng nay để về đây. Quách Tiểu Phương, cô cứ bình tĩnh. Tối ngày 16 tháng 4 chính là đêm xảy ra án mạng. Cô ở đâu? Tôi về quê ở Dương Giang thăm ba mẹ tôi. Ý cô là vào chiều ngày 16 tháng 4 cô đã đi Dương Giang, đến hôm nay mới rời khỏi Dương Giang phải không? Phải. Vậy mấy ngày đó cô ở cùng với ai? Tôi ở cùng với mẹ tôi, anh trai và chị dâu Quách Tiểu Phương. Quan hệ của cô và Đỗ Vinh là gì? Bình thường là sao? Anh ấy tốt với cô chứ? Cũng được. Anh ấy có đánh cô không? Không phải có người nghi ngờ tôi giết anh ấy chứ? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng vậy. Anh ấy thường xuyên đánh tôi. Nhưng tôi không có giết anh ấy. Lần này tôi trở về quê, tôi muốn bàn bạc cùng với anh trai là làm cách nào để rời khỏi anh ấy. Tôi đã nói với cô, nếu dám rời khỏi tôi thì tôi sẽ giết chết cô. Em không có. Không có hả? Vậy cô thu dọn hành lý để làm gì? Anh Vinh, là em muốn về quê một chuyến. Mẹ bị bệnh, em phải về xem sao. Anh hãy cho em về đi. Khoảng 3 ngày em sẽ trở về đây. Mẹ cô bệnh, chờ bà ta chết rồi cô mới được về. Em thật sự không có rời khỏi anh mà. Anh nghĩ xem, người như em ai mà thèm chứ. Với lại bây giờ anh cũng có tiền rồi. Vậy còn nghe được. Cô không được đi đâu hết. Ở đây đợi tôi. Sau đó làm sao cô thoát khỏi anh ta? Tôi nhờ một người đang đi trên đường giúp tôi mở cửa. Cô quen người đó chứ? Không quen. Được rồi. Do nhu cầu của việc phá án, trong thời gian điều tra cô không được rời khỏi thành phố. Ngoài ra trong thời gian này cô cũng không thể trở về nhà. Cô ở đây có bạn bè thân thích gì không? Tôi có một người em họ đang làm việc ở đây. Cô ấy tên gì? Trương Linh. Điều Văn, có chuyện gì vậy? Không có. Là do mẹ anh nhất định muốn em đưa cho anh. Đúng lúc em đi ngang qua đây. Rốt cuộc là gì vậy? Không có. Lúc nãy Cừu Phi ở đây em không tiện nói. Có phải quần sọt của anh bị lủng không? Anh còn mặc nữa sao? Lỡ như đồng nghiệp thấy được thì kỳ lắm. Được rồi, được rồi. Anh phải chú ý bên ngoài của anh một chút chứ. Em đi nhé. Được rồi, được rồi. Đi cẩn thận đó. Tốt lắm. Rất cẩn thận, rất tuyệt. Anh sao vậy? Muốn cười thì cứ cười đi. Một lát đừng có làm tôi xấu hổ là được rồi. Biết chưa? Rõ thưa sếp. Linh Linh, Linh Linh, Linh Linh, em đừng đi. Chị họ, em nghe chị nói, bây giờ chị không thể về nhà được. Lúc nãy cảnh sát có đến, em đã biết hết rồi. Chị họ, chị họ, chị không sao chứ? Linh Linh, bây giờ chị rất sợ. Chị không có cách gì hết. Được rồi, được rồi. Chị đừng nói nữa. Linh Linh, coi như ông trời cũng có mắt. Như vậy cũng tốt. Em sẽ không nói gì đâu. Chị họ, mọi chuyện sẽ qua thôi. Bây giờ chị hãy về nhà cùng em. Chúng ta về nhà thôi. Nào, về nhà thôi. Có nhớ lần trước tôi đã hỏi mọi người không? Hạ bộ của nạn nhân thì trần trụi, còn bộ phận sinh dục thì được che bằng đồ lót. Là tại sao? Sếp Bạch, anh muốn nói hung thủ chính là một người phụ nữ. Tôi nghĩ bất kể hung thủ là nam hay là nữ, nhưng khi vụ án xảy ra thì bên cạnh nạn nhân nhất định có một người phụ nữ, vả lại còn có mối quan hệ rất thân thiết với nạn nhân. Ý anh là lấy đồ lót che hạ bộ của nạn nhân là một người phụ nữ rất thân với anh ta. Là tại sao? Rất đơn giản. Thứ nhất, cô ta sẽ cảm thấy rất chướng mắt, có thể nói là rất khó chịu. Tôi cũng nghĩ trong tiềm thức của người phụ nữ này không muốn để cho chỗ kín của nạn nhân lộ ra trước mặt nhiều người. Như vậy, chỉ có người phụ nữ có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân mới có những phản ứng tâm lý đó. Nếu là đàn ông thì sẽ không như vậy. Sếp Bạch, ý của anh em đã hiểu rồi. Hiểu gì chứ? Em hiểu sự phân tích của sếp Bạch là có căn cứ xác thực. Em đồng ý. Tôi cũng cho rằng phân tích của anh là rất có lý. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa biết chính xác động cơ giết người là gì, nhưng cũng có thể phân tích theo hướng này chứ. Đây là một vụ án do một nam một nữ cùng gây ra. Nhưng mà người có quan hệ mật thiết với nạn nhân thì chỉ có Quách Tiểu Phương. Nhưng trên thực tế thì Quách Tiểu Phương lại không có ở hiện trường vụ án. Vậy thì còn ai nữa đây? Có thể là nạn nhân và hung thủ không thân quen lắm. Nhưng nói người phụ nữ đó là hung thủ, có quan hệ mật thiết với nạn nhân, như vậy có thể nói là phạm vi điều tra của chúng ta nên mở rộng ra. Xin chào, tổ chuyên án nghe. Là tôi đây. Tình hình gì? Được, chúng tôi lập tức đi ngay. Có tin mới, cảnh sát khu vực báo án trước và sau khi vụ án xảy ra ở con phố gần đó phát hiện có một người phụ nữ rất khả nghi. Điều tra xem rõ. Chào anh, tôi là người của cục cảnh sát. Chào chị. Tôi muốn điều tra sơ bộ về vụ việc tối ngày 11. Tối ngày 11 à? Tôi nhớ lúc đó tôi đã lên giường ngủ rồi, ngủ mơ mơ màng màng. Tôi nghe thấy ngoài đường có tiếng động gì đó. Gồm đủ tiền rồi chứ? Em đồng ý. Tôi thấy một người phụ nữ đứng ở đây gọi điện thoại. Lúc đó khoảng 11 giờ 45 phút. Đúng rồi. Tôi hỏi anh, anh có nhớ tướng mạo của người phụ nữ đó ra sao không? Nhớ. Vậy đi, anh hãy đi theo chúng tôi về đồn, giúp chúng tôi vẽ ra được không? Được. Người này tôi gặp qua rồi. Là ai vậy? Tôi đã từng đến nhà cô ta, là Trương Linh, em họ của Quách Tiểu Phương. Trương Linh, tối ngày 16 tháng 4, khoảng thời gian từ 11 giờ khuya đến 1 giờ sáng, cô ở đâu, làm gì? Tôi từ quê trở về đây. Khoảng 11 giờ tôi mới xuống xe. Sau đó liền đi gặp bạn trai tôi. Bạn trai cô tên gì, làm ở đâu? Anh ấy tên là Sầm Chí Diễn, đang học tại trường Đại học Y khoa Hoa Nam. Tối hôm đó anh ấy hẹn tôi 12 giờ đến gặp nhau ở phố Di Đông. Tôi thấy còn sớm nên về nhà cất hành lý. Lúc tôi ra khỏi cửa khoảng 11 giờ 35 phút. Tôi là người đến trước. Bạn trai tôi đến trễ khoảng 20 phút. Tối hôm đó, cô có tới Nhân An Lý, nơi mà chị họ cô đang sống không? Có người nhìn thấy cô xuất hiện ở đó vào khoảng 11 giờ 45 phút. Cô có thể nói cho tôi biết, từ nhà cô đi ra phải đánh một vòng lớn. Cô đến đó để làm gì? Tôi biết ở đó có một cái máy rút bao cao su tự động. Tôi nghĩ có lẽ buổi tối cần dùng đến. Chỉ vậy thôi. Cô biết chị họ của cô về quê không? Tôi biết. Trước đây cô có đến nhà chị họ cô chưa? Chưa, chỉ là đi ngang qua thôi. Tôi biết chồng chị ấy không thích dễ qua lại với người thân. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cô có thể đi. Sau này có gì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cô để hỏi. Xin lỗi, con vẫn chưa thể đi. Trương Linh, tôi hỏi cô lần cuối cùng, có phải trước giờ cô chưa từng đi đến nhà của chị họ cô? Chúng tôi đã lấy vân tay của cô để đối chiếu. Trên giường của nhà chị họ cô, bên hông giường, cạnh giường đều có dấu vân tay của cô. Cô giải thích sao đây? Sao? Cô không định nói sự thật cho chúng tôi biết sao? Bởi vì Đỗ Vinh anh ta đã từng cưỡng hiếp tôi. Chuyện xảy ra lúc nào? Trước ngày tôi về quê, là ngày 11 tháng 4. Tôi muốn mượn tiền chị họ tôi. Tôi tìm chị họ, chị ấy có nhà không? Chị họ cô không có ở nhà. Nè, cô khoan đi đã. Chị họ cô đi chợ, cô về nhà chờ đi. Thật sự không nhìn ra, cô đẹp hơn chị họ cô nhiều. Này, anh làm gì vậy? Cô mượn tiền chị họ cô có cần gấp lắm không? Tôi mượn cho bạn trai tôi. Anh ấy là sinh viên từ dưới quê lên, rất khó khăn. Anh ấy rất cần tiền. Tôi chỉ là một người đi làm thuê, kiếm không được nhiều tiền. Tôi muốn giúp anh ấy. Sĩ Bạch, đây là thông tin của Sầm Chí Diễn, bạn trai của Trương Linh. Tôi đã điều tra kỹ rồi. Sầm Chí Diễn và Trương Linh để đồng hương, gia cảnh của gia đình họ cũng không tốt lắm. Bây giờ anh ta là sinh viên năm thứ 5 của trường Đại học Y khoa Hoa Nam. Anh ta học chuyên ngành gì? Ngoại khoa lâm sàng. Chú Trung, bây giờ về đi. Chú mang theo ảnh của Sầm Chí Diễn và Trương Linh đến nơi họ gặp nhau điều tra xem. Xem thử đêm xảy ra vụ án có phải là họ vẫn còn ở đó không? Được. Cậu Phi, chúng ta đến trường học tìm gặp Sầm Chí Diễn xem sao. Được. Đi. Uống ly nước đi. Tôi hỏi anh, Trương Linh là bạn gái của anh phải không? Trương Linh, cứ cho là vậy. Anh có biết một người tên là Đỗ Vinh không? Ai? Đỗ Vinh? Không biết. Tối ngày 16, từ 12 giờ khuya đến 1 giờ sáng, anh đang ở đâu? Các người đang nghi ngờ tôi chuyện gì phải không? Các người dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi chứ? Anh nghe rõ không? Bây giờ chúng tôi cần anh hợp tác điều tra một vụ án. Nếu như bây giờ anh không chịu nói thì có thể theo chúng tôi về sở cảnh sát. Anh tự suy nghĩ đi. Được rồi. Tối hôm đó trước 12 giờ tôi và các bạn đang hát ở phong cảnh. 12 giờ gặp mặt Trương Linh ở phố Di Đông, trước một cửa tiệm ăn tối. Khoảng 1 giờ 30 tôi trở về ký túc xá. Còn vấn đề gì không? Có ai làm chứng những lời vừa rồi không? Có chứ. Alo, chú Trung, chú nói đi. Sếp Bạch, xem ra tối hôm đó Sầm Chí Diễn và Trương Linh đều không có mặt tại hiện trường. Bởi vì đêm đó hai người họ đều có mặt tại tiệm ăn tối và gây một trận với chủ quán khoảng 1 giờ. Được rồi, tôi biết rồi. Như vậy đi, anh hãy ghi tên những người có thể làm chứng cho anh cho tôi. Có cần phải phiền phức như vậy không? Đây. Đây. Được rồi chứ gì. Tôi có thể đi được chưa? Anh có thể nói một chút về bạn gái của anh cho tôi biết được không? Bạn gái nào? À, Trương Linh đó phải không? Bạn gái anh làm việc gì ở đây? Không biết. Vậy tiền của cô ấy từ đâu đến? Không biết. Tôi cũng chưa từng hỏi cô ta. Sao cái gì anh cũng không biết vậy? Chúng tôi chỉ quen nhau lúc còn ở dưới quê thôi. Nói đúng hơn là cô ấy chưa từng là bạn gái của tôi. Giả lại, cô ấy mượn tiền giúp tôi là do cô ấy tự nguyện. Tôi không có ép cổ. Có thể là do cổ quá si mê tôi đó thôi. Tối hôm đó trở về, chưa kịp cất hành lý thì lập tức đến tìm anh. Nhưng mà cổ vẫn chưa mượn được tiền cho tôi. Cô ấy làm những việc này làm gì anh? Chẳng lẽ còn không coi anh là bạn trai sao? Anh cười gì chứ? Tôi hiểu rồi. Các người đặt nặng tình cảm để giải quyết công việc rồi đó. Thế xã hội này chỉ cần dùng lý trí thôi. Trương Linh giúp tôi rất cảm kích. Nhưng tôi không yêu cổ. Bởi vì tôi rất hiểu một đạo lý. Có người muốn thành công thì phải có người chịu hy sinh thôi. Người có năng lực thì thành công, người không có năng lực thì phải hy sinh. Ví dụ như tôi thi đậu đại học, vậy thì cha mẹ, anh chị em tôi đành phải chịu hy sinh. Hình như tôi đã hiểu được đạo lý của anh rồi đó. Có người muốn thành đại sự thì ắt phải có người hy sinh. Phần tử khủng bố muốn thành đại sự thì cả thế giới phải chịu hy sinh. Đạo lý thối tha gì vậy? Anh cứ làm thử tôi xem. Xem ra bây giờ nghi vấn về anh chàng này được bãi bỏ rồi. Lời nói của anh ta đã tiết lộ thêm cho chúng ta một chi tiết. Chi tiết? Chi tiết gì? Chẳng phải anh ta nói là hôm đó Trương Linh đã hẹn anh ta vì đã mượn được tiền rồi sao? Đúng rồi. Anh ta còn nói hôm đó Trương Linh sau khi trở về đã trực tiếp gặp anh ta. Mà cũng không đúng. Chẳng phải Trương Linh cũng nói như vậy sao? Chúng ta hãy đến nhà Trương Linh xem sao. Được. Anh tìm gì vậy? Tìm thấy rồi. Anh lấy cái này để làm gì? Sếp Bạch, anh nhìn xem đó là ai. Cô ta làm gì ở đây vậy? Cô ta gọi điện cho ai? Đi, chúng ta đến nhà Đỗ Vinh xem sao. Tôi đã nói là Đỗ Vinh không phải do tôi giết rồi mà. Khi nào các người mới chịu thả tôi ra đi? Bây giờ cô chưa thể về được. Cô nói với chúng tôi là tối hôm 16 tháng 4, sau khi xuống xe cô đã về nhà cất hành lý. Sau đó mới đến khu nhà của Đỗ Vinh mua bao cao su ở máy rút tự động. Sau đó đến chỗ hẹn gặp bạn trai cô. Có phải vậy không? Sầm Chí Diễn đã nói với chúng tôi rằng tối hôm đó cô hẹn anh ấy ra là vì đã mượn được giúp anh ta, phải vậy không? Đúng. Nhưng tiền thì vẫn chưa mượn được. Nhưng căn cứ về điều tra của chúng tôi, tối hôm đó sau khi xuống xe cô hoàn toàn không về nhà, mà cô xách luôn hành lý theo để gặp bạn trai cô. Còn nữa, cái máy rút tự động ở khu nhà Đỗ Vinh đã bị hư một tháng trước, nhưng còn cái máy ở gần nhà cô thì vẫn còn sử dụng được. Bây giờ cô vẫn còn có ý định muốn giữ nguyên lời khai này chứ? Tôi... Trương Linh, tại sao cô lại nói dối? Vậy tức là cô đã đến khu vực nhà Đỗ Vinh, không phải đi mua bao cao su. Cô đến đó để làm gì? Không phải. Tôi chỉ muốn đi mượn tiền. Mượn tiền? Tìm Đỗ Vinh để mượn tiền? Không, tìm chị họ tôi. chị họ cô Quách Tiểu Phương. Không phải cô đã biết chị cô về quê rồi sao? Sao còn đi tìm cô ấy? Trương Linh, cô phải khai hết sự thật với chúng tôi. Lúc tôi lên xe, nhìn ra cửa tôi thấy có một người rất giống chị họ tôi. Sau đó cô có đến nhà họ không? Không có, tôi muốn tìm chị tôi. Tôi đã gọi điện cho chị rất nhiều lần, nhưng chị ấy không tắt nguồn mà là không bắt máy. Khi cô về, cô có hỏi chị ta về chuyện đó không? Không có, tôi không muốn. Chi tiết này cô chưa từng nói với phía cảnh sát chúng tôi. Là do cô sợ cô ấy bị tình nghi, muốn bao che cho cổ, có phải không? Trương Linh, chúng tôi biết Đỗ Vinh không phải do cô giết, nhưng do yêu cầu của việc phá án, cô tạm thời chưa về được. Chút nữa cô hãy kể rõ những tình tiết mà cô đã gặp người giống với chị họ cô cho chúng tôi nghe. Chỉ trùng Chương Văn, các anh hãy đi một chuyến về quê của Quách Tiểu Phương xem sao. Điều tra rõ hành tung lần về quê này của cô ta và những mấu chốt có liên quan. Đặc biệt là phải lưu ý đến Quách Tiểu Phương trên đường về. Đứa con gái này của tôi đúng là số khổ. Bác gái, quan hệ của Quách Tiểu Phương và Đỗ Vinh ra sao? Cô ấy có nói với bác không? Có nói. Thật ra nó không nói thì tôi cũng biết. Tên khốn Đỗ Vinh đó lúc nào cũng đánh đập nó. Mỗi lần về đây các người nó đều đầy vết thương. Nhưng việc này chúng tôi biết được cũng chẳng biết làm sao. Tôi không thể kêu nó ly hôn. Nó là một đứa con gái nhà quê. Nếu như ly hôn rồi, vậy thì còn ai dám cưới nó nữa? Rồi sau này nó sẽ sống ra sao? Tôi cũng đã khuyên nó là có chuyện gì thì cứ đi báo với cảnh sát mấy anh. Nhưng nó lại sợ Đỗ Vinh biết được, lại đánh nó bán sống bán chết. Lần này nó trở về đây, tôi cũng đã kêu nó ly hôn đi rồi về đây ở. Xem tên Đỗ Vinh nó dám đến đây tìm chúng tôi không. Nhưng như vậy nó cũng không muốn. Chỉ muốn ở lại thành phố để kiếm ít tiền. Sức khỏe mẹ tôi thì không được tốt lắm. Tôi còn phải lo cho hai đứa con gái tôi đi học. Vậy cô ấy có nói tại sao Đỗ Vinh không ly hôn với cổ không? Tôi nghe Tiểu Phương nói là Đỗ Vinh luôn theo sát nó. Nếu như nó nói chuyện với bất kỳ người đàn ông nào thì Đỗ Vinh sẽ đánh đập nó. Còn lúc Đỗ Vinh vui vẻ thì lại đối xử với nó rất tốt. Đúng vậy, có lúc Đỗ Vinh rất rộng rãi. Sợi dây chuyền vàng trên cổ của Tiểu Phương chính là anh ta tặng cho đó. Xem ra cũng rất tâm lý. Loại người này cứ cho em cả núi vàng, em cũng đừng ngạc nhiên. Nó không chừng mạng em chết trên tay hắn nữa kìa. Thật ra Tiểu Phương hận hắn đến tận xương tủy. Bác gái, lần này Quách Tiểu Phương về đây đã ở phòng nào? Có thể dẫn chúng tôi đi xem được không? Được, được. Bác gái, bác còn nhớ tối ngày 16 tháng 4 Quách Tiểu Phương mấy giờ mới về đến nhà không? Ngày 16 tháng 4 đó chính là ngày 29 âm lịch. Đúng rồi, hôm đó có chú Đường đến muốn gặp nó. Nó nói đau đầu, không muốn gặp nên nó ngủ. Mấy giờ bác có nhớ không? Hình như khoảng 7 giờ, ngay giờ cơm tối. Sau đó thì sao? Bác có đến đây xem cô ấy không? Có, khoảng 12 giờ. Chính mắt bác thấy cổ chứ? Không có. Cái cửa này bị khóa, cái màn thì buông xuống. Chắc chắn là nó đang ngủ bên trong. Vậy thì ngày hôm sau cô ấy mấy giờ mới thức dậy? 9 giờ. Tối hôm đó nó bệnh, nhạt miệng nên không muốn ăn sáng. Sao vậy? Chuyện này có liên quan đến cái chết của Đỗ Vinh sao? Bác gái à, là như vậy. Vì muốn nhanh chóng phá vụ án nên chúng tôi phải điều tra những người có liên quan đến Đỗ Vinh. Vậy là Quách Tiểu Phương và Đỗ Vinh có quan hệ gần gũi nhất, có phải không? Hôm qua cô nói với tôi là đã thấy Quách Tiểu Phương đeo một sợi dây chuyền vàng. Đó là lúc nào vậy? Chính là lần này khi cô ấy trở về nhà, chính là hôm cô ấy vừa về đến nhà. Vậy cô có thấy sợi dây chuyền đó không? Thấy chứ, là đồ rất quý. Nên hôm đó cô ấy đã tháo xuống đưa tôi xem. Vậy cô ấy diễn tả lại hình dạng của sợi dây chuyền đó cho tôi xem. Nó to như vậy nè, có một con chó nhỏ. Tiểu Phương tuổi Tuất mà. Vậy cô có biết sợi dây chuyền dạng như vậy cô ấy có mấy sợi không? Còn có mấy sợi sao? Có một sợi thôi, là cổ nói đó. Cổ nói tiếc là chỉ có một sợi. Mất rồi sợ Đỗ Vinh biết được. Nếu không cô ấy sẽ đem đi bán, lấy tiền cho em mình đi học. Được rồi, cảm ơn cô. Đi thôi. Chú Trung đã tìm được một bằng chứng rất có lợi cho vụ án. Chị dâu của Quách Tiểu Phương nói lúc cô ấy về quê có đeo một sợi dây chuyền, chính là sợi này, có hình con chó nhỏ. Nhưng sau khi vụ án xảy ra, chúng ta lại tìm thấy nó ở dưới giường. Cũng chính là trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 16, cô ấy có ghé qua nhà. Nói như vậy cô ấy là người bị tình nghi nhiều nhất. Sếp Bạch, tôi đã tìm ra số điện thoại đó rồi, nói đi. Nhưng đối tượng là ai tôi vẫn chưa tìm ra. Phát lại đoạn này xem. Sau đó cô rời khỏi bằng cách nào? Tôi nhờ một người đi đường mở ra cho tôi. Người đó cô có quen không? Không quen. Cô Phi, như vậy đi. Anh đi điều tra những cuộc điện thoại được gọi ra từ nhà của Đỗ Vinh ngày 14 và số điện thoại của đối phương, được không? Được. An Khiết, lấy cung Quách Tiểu Phương thêm lần nữa. Rõ. Lần này đã làm phiền bác. Cảm ơn vì những thông tin bác đã cung cấp cho chúng tôi. Lát nữa chúng tôi sẽ về ngay. Phải về rồi sao? Hai đồng chí hãy ở lại ăn cơm với chúng tôi rồi về. Không được đâu, chúng tôi đang rất vội. Với lại chúng tôi là cảnh sát, còn có nguyên tắc của chúng tôi nữa. Cảm ơn chị nhiều. Sếp Bạch, Sếp Bạch, tôi tìm ra rồi. Hôm đó ở nhà Đỗ Vinh chỉ gọi một cú điện thoại duy nhất. Anh xem, là số này đi. Số điện thoại với số hôm đó mà Quách Tiểu Phương gọi ở quầy điện thoại công cộng là một. Lúc nãy tôi đã gọi cho số này rồi. Kết quả là đối phương tắt máy. Theo tôi nghĩ, người trong điện thoại này rất có thể là nhân vật quan trọng, có liên quan đến vụ án mà chúng ta muốn tìm. Lập tức liên hệ với phòng kỹ thuật, nhờ họ tìm ra vị trí của số điện thoại đó. Rõ, tôi sẽ đi ngay. Chú Trung, chú có cho rằng Quách Tiểu Phương có đủ thời gian để đi về không? Cháu nói xem. Cháu sợ nói sai chú cười cháu. Cháu mau nói đi. Cô ấy ngủ về lúc 7 giờ tối, buổi sáng 9 giờ mới dậy. Tổng cộng là cô ấy có 13 giờ đồng hồ, không ai nhìn thấy cô ấy. Đúng, cháu cũng nghĩ như vậy. Thằng nhóc này, tiến bộ rồi đó. Tôi là Bạch Dân Phong đây. Sếp Bạch, tôi là Cừu Phi đi, có tin mới nhận. Máy chủ của số điện thoại đó tên là Lương Thành Hà. Anh ta và Quách Tiểu Phương cùng làm việc tại nhà hàng Hồng Phát. Lương Thành Hà này làm gì? Anh ta là đầu bếp của nhà hàng. Được rồi, các anh về cục cảnh sát chờ tôi sẽ đến ngay. Sao em lại gọi điện cho anh? Thanh Hà, em sợ. Cảnh sát đã bắt em họ của em đi rồi. Tiểu Phương à, em hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ biết không. Còn nữa, bây giờ là mấy giờ rồi? Em còn gọi điện cho anh nữa sẽ làm cho người ta nghi ngờ anh đó. Em biết chưa? Nhưng thật sự em rất sợ. Nếu như cảnh sát đến tìm em lần nữa, vậy em phải làm sao đi? Tiểu Phương à, không sao đâu, còn có anh mà. Anh sẽ không bỏ mặc em đâu, biết không? Nếu như có chuyện đó thật, anh sẽ cùng chết với em. Lương sư phụ, ông chủ Hà gọi anh. Được rồi. Hà tiên sinh. Sư phụ Lương, hôm nay tay nghề của anh có phải có chút... Món này vốn là sở trường của anh mà, phải không? Nhưng mà hôm nay có vẻ không ngon lắm. Anh cũng biết là vợ tôi rất thích món ăn anh làm. Hà tiên sinh, Hà phu nhân, thật là ngại quá. Cởi mình à, anh đừng làm khó sư phụ Lương nữa. Thật ra em cũng cảm thấy ngon lắm mà. Sư phụ Lương, mấy ngày nay anh có tâm sự gì phải không? Không, không có. Đúng rồi, sao hôm nay tôi không thấy cô nhân viên phục vụ Quách Tiểu Phương đó vậy? Tôi nghe người ta nói là nhà cô ấy có chuyện, nên hôm nay cô ấy không đến làm việc. Nghe người ta nói là nhà cô ấy có chuyện. Có khi nào cô ấy xảy ra chuyện gì không? Có phải là mấy hôm trước chồng cô ấy bị... Cô ấy thật tội nghiệp. Quả thật là tội nghiệp. Quan hệ của cô ấy với chồng nhất định là do người khác phá hoại rồi. Ngay cả bây giờ cảnh sát cũng đến tìm cổ. Đối với một cô gái yếu ớt như cô ta, đúng là quả vô đơn chí. Tôi cảm thấy cô ấy có thể thoát tội được. Vậy cuộc sống sau này nhất định rất khó khăn với cổ. Xảy ra chuyện như vậy, anh nói xem, còn ai dám làm chồng cổ nữa? Vậy cũng chưa chắc. Chẳng hạn như em vậy, ngồi trên xe lăn như em cũng sống rất tốt đó thôi. Anh cảm thấy một người đàn ông chân chính, nếu như yêu một người phụ nữ, đừng nói là cùng chịu đựng khó khăn với cô ấy, mà còn phải hy sinh tính mạng vì cô ấy nữa. Anh cảm thấy như vậy mới xứng đáng. Anh thấy có đúng không? Lương sư phụ, Khởi Minh à, sao lại hỏi Lương sư phụ những chuyện này? Lương sư phụ, tôi không có ý gì đâu. Anh trở về làm việc của anh được rồi. Lương sư phụ, Lương sư phụ. Khởi Minh, anh ăn thêm chút nữa đi. Em cũng ăn thêm đi. Nói, có phải cô muốn lén trở về nhà mẹ cô không? Muốn gạt tôi hả? Nói mau. Người nhà cô lại muốn cô ly hôn với tôi nữa phải không? Hay đó. Em không thể chịu nổi nữa rồi. Không thể chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bị hắn ta giết thì em cũng bị hù dọa mà chết thôi. Nó lại đánh em hả? Đau không? Như vậy đi, em hãy nghe anh. Em hãy ly hôn với hắn ta đi. Có được không? Không được. Em không thể ly hôn với hắn. Bây giờ hắn vẫn chưa biết chuyện em quen anh. Nếu lỡ như hắn biết được, hắn nhất định sẽ giết chết anh. Vậy thì em hãy báo cảnh sát đi. Thành Hà, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Không có tác dụng gì đâu. Cứ cho là báo cảnh sát đi. Vậy thì làm sao? Cảnh sát bắt được hắn, giam hắn lại. Sau này hắn ra tù cũng sẽ trở lại trả thù anh thôi. Tiểu Phương, nghe anh. Anh không muốn làm ở đây nữa. Em hãy bỏ đi cùng anh có được không? Được không em? Tiểu Phương, được không? Thanh Hà, em biết anh rất tốt với em, nhưng mà em không thể về quê. Tại sao vậy? Khó khăn lắm em mới rời khỏi quê lên thành phố. Nếu như về quê thì mẹ em phải làm sao đây? Em còn hai đứa em phải đi học nữa. Chúng sẽ ra sao đây? Vậy anh phải làm sao? Tiểu Phương, anh thấy em bị người khác đánh đập mà anh lại không bảo vệ được cho em, anh đau lòng lắm, em có biết không? Hắn ta thật là đáng chết. Nhưng anh đã làm sai một chuyện, chính là không nên kéo em vào chuyện này. Tiểu Phương, không sao rồi, sau này sẽ không ai ức hiếp em nữa, em được tự do. Sao? Anh nói gì? Hắn ta chết rồi, là anh tự cho mình thông minh, anh đã làm hại em rồi. Tiểu Phương, anh xin lỗi. Tiểu Phương, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ cho em. Khuya rồi, chúng ta đừng làm kinh động mọi người. Tiểu Lục, anh dẫn theo vài người lên đó, kiểm tra xem có còn gì khác không. Những người còn lại theo tôi.